trả giá trước Thụy Sĩ vì màn chơi giao. Tuyển Pháp thất bại vì mạo hiểm trong chiến thuật của huấn luyện viên Didier Deschamps và sâu xa hơn là từ tâm lý và thể lực không ổn định của các cầu thủ. Trước khi gục ngã trên chấm luân lưu, Pháp đã tự thổi bay lợi thế dẫn 2 bàn trong 7 phút cuối trận. Tuy nhiên, màn chơi giao chiến thuật trước Thụy Sĩ cũng đã mang về cho Les Blues 2 bàn gỡ để lật ngược thế cờ ngay đầu hiệp 2. Song như Arrigo Sacchi nói, chiến thuật vẫn là tấm chăn hẹp. Nhà đương kim vô địch World Cup đã không thể bịt nổi những khoảng trống và gánh chịu hậu quả. Sai lầm và cú đấm của tuyển Pháp, huấn luyện viên Didier Deschamps đã khiến chính các học trò bất ngờ với toan tính gò cả đội vào sơ đồ 3-5-2 đang là mốt tại Euro lần này. Những chấn thương liên tục của các trụ cột hàng phòng ngự khiến Deschamps quyết định lần đầu sử dụng Clement Langlet ở vị trí trung tâm hàng trung vệ 3 người bất chấp trung vệ này không đá trận nào từ tháng 5. Toan tính này sớm cho sai lầm khi Pháp chơi khá rối trong hiệp 1. Kylian Mbappé, Antoine Griezmann hay Karim Benzema không giữ được liên lạc đủ tốt, trong khi hàng phòng ngự với Langlet trực tiếp mắc lỗi trong bàn thua. Hàng công 4 người của Pháp tạo áp lực cực lớn lên hàng phòng ngự Thụy Sĩ. Màn chơi giao của Deschamps chỉ bắt đầu từ hiệp 2, thời điểm Deschamps rút Langlet để đưa Kingsley Coman vào sân. Pháp chuyển sang đá sơ đồ siêu tấn công, 4-2-4 với cặp Kanté Pogba ở trung lộ, hai cánh Coman Griezmann cùng cặp tiền đạo Benzema Mbappé. Les Blues triển khai tấn công với biên độ cực rộng, hòng phá vỡ khối phòng ngự kín kẽ của Thụy Sĩ. Pháp thành công với toan tính này. Biên độ tấn công mở rộng tối đa của hàng công 4 người khiến Thụy Sĩ buộc phải lộ các khoảng trống. Và khi Griezmann, Mbappé và Benzema tìm được nhau, mọi thứ trở nên dễ dàng với Les Blues. Song điểm yếu đầu tiên của sơ đồ này là hở sườn. Coman lẫn Griezmann đều không phải mẫu cầu thủ chạy cánh lên công về thủ. Canh bạc tất tay để giúp Pháp ghi bàn của Deschamps đã thành công, nhưng hàng phòng ngự lại để lộ những khoảng trống. Mbappé tận dụng tối đa lỗ hổng trong sơ đồ siêu tấn công 4-2-4 của Pháp. Hậu vệ trái Rabiot đứng sai vị trí trong tình huống này. Trước khi ghi 3 bàn vào lưới Thụy Sĩ, Pháp đã bị nắn gân sau pha thoát xuống của Zuber và tạo ra quả phạt đền. Dẫu vậy, hưng phấn sau khi Hugo Lloris cản phá thành công cùng đẳng cấp của Benzema và Pogba vẫn giúp Pháp vùng dậy và khiến nhiều bên tin thế cuộc đã an bài. Thụy Sĩ tung ra cú đấm đấu lại sơ đồ siêu tấn công của Pháp khi đưa Mbappé vào sân. Hậu vệ phải với tốc độ cực tốt này trở thành mũi khoan đánh vào hành lang trái của Pháp, vốn được đảm nhiệm bởi Adrien Rabiot và Coman. Một người vốn là tiền vệ bị đẩy xuống đá hậu vệ, và một người vốn là tiền đạo cánh và hiếm khi lui về. Điểm yếu thứ hai trong sơ đồ chơi giao của Pháp là tuyến giữa cực mỏng. Pogba và Kanté là những ngôi sao có thể hay nhất thế giới ở vị trí của mình, song trên góc độ chiến thuật, một hàng tiền vệ hai người sẽ luôn gặp bất lợi trước hàng tiền vệ ba người. Pogba bị 4 cầu thủ của Thụy Sĩ áp sát và không trụ vững trước áp lực. Hàng tiền vệ hai người Pogba Kanté hoàn toàn bị lép vế trong tình huống này. Thụy Sĩ trong thế không còn gì để mất đã luôn dồn khoảng 5 người chỉ để tấn công vào Pogba nhằm giành lại bóng. Và ở lần duy nhất điều này diễn ra trong hiệp 2, Pogba khiến người Pháp trả giá bằng bàn gỡ hòa. Rất khó để trách Deschamps vì quyết định chơi giao này. Đứng trên góc độ chiến thuật, nó đã giúp Pháp lật ngược thế cờ trong nháy mắt trước Thụy Sĩ bằng khả năng tấn công. Song khi các cá nhân không giữ được sự tập trung trong khâu phòng ngự, sơ đồ này lại xới tung các vấn đề phòng ngự vốn đã bị lo ngại từ trước đó. Lỗi của ai? Quy trách nhiệm và đổ lỗi là thái độ thường thấy sau mỗi thất bại. Kylian Mbappé dĩ nhiên đang là cái tên chịu nhiều chỉ trích hơn cả. Cậu bé vàng của bóng đá Pháp sút hỏng luân lưu, bỏ lỡ hàng loạt cơ hội, gây gổ với Giroud trước giải, tóm lại là có mọi chỉ báo của một tội đồ. Song không thể đổ toàn bộ lỗi lầm cho một cá nhân vì thất bại của cả tập thể. Deschamps cũng đã mắc lỗi khi tự bắt học trò giải đấu sơ đồ 3-5-2 khác lạ, chơi giao với 4-2-4 nhưng vẫn duy trì hàng phòng ngự dâng cao đến tận những phút cuối trận. Mbappé không phải nguyên nhân duy nhất khiến Pháp gục ngã. Paul Pogba đã mắc lỗi khi chơi bóng có phần hợm hĩnh và để mất bóng vào thời điểm nguy hiểm nhất. Presno Kimpembe mắc lỗi khi bị Mario Gabranovic vượt qua dễ dàng trong pha đối mặt. Adrien Rabiot cũng mắc lỗi khi quên mình đá hậu vệ trái và không cản cú tạt của Mbappé. Rafael Varane cũng mắc lỗi khi không theo kèm Seferovic ở bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Bóng đá là trò chơi của sai lầm, huấn luyện viên Luis Enrique của Tây Ban Nha nhấn mạnh sau khi đội bóng của ông đánh bại Croatia ở vòng 1/8. Tây Ban Nha của Enrique đã gặp kịch bản giống hệt Pháp khi cũng bị gỡ hòa vào phút chót. Song ở hiệp phụ,
Những ngôi sao của La Fuzarosa lên tiếng đúng lúc, không như Pháp. Khác biệt có thể tới từ câu chuyện sau, Alvaro Morata từng thừa nhận sau trận hòa 1-1 với Ba Lan ở vòng bảng, anh thức trắng đêm vì lo lắng cho vợ và con, những người liên tục nhận các tin nhắn đe dọa. Chính tiền đạo này làm câm bặt các chỉ trích với cú đá quyết định đưa Tây Ban Nha vượt lên Croatia ở hiệp phụ. Các ngôi sao của Pháp cũng mất ngủ và thức đêm như Morata, nhưng là để xem phim và chơi game. Thông tin này được Lê Quai xác nhận trong số báo ngay trước trận Pháp-Thụy Sĩ. Huấn luyện viên Deschamps cùng đồng sự phải vất vả để bắt các học trò đi ngủ đúng giờ, nhưng không thể cản những người sẵn sàng tắt đèn khách sạn và chơi game. Xavier Frezza, huấn luyện viên thể lực của Pháp nhấn mạnh, nếu ngủ sâu, nguy cơ chấn thương sẽ giảm đi 1,7%. Và nếu có thứ gì tốt nhất cho việc hồi phục, đó là ngủ. Tất cả nghiên cứu đều cho thấy điều này. Thông tin này kết hợp với việc hàng loạt trụ cột của Pháp thi đấu sa sút Mbappé, Griezmann cùng đội hình sứt mẻ nghiêm trọng vì chấn thương càng khiến vấn đề của Pháp lộ rõ, họ dường như không sẵn sàng để